Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sử dụng thiết bị đo trên app Testo 512. Thì 512 có rất là nhiều dòng, như là 512 gạch 1, gạch 2, gạch 3, gạch 4. Thì mình muốn biết là Testo 512 gạch mấy thì mình phải xem cái dãy đo nó để mình biết. Ví dụ như 512 gạch 1 thì chỉ đo tối đa đến 2 HPA, gạch 2 thì đo tới 20, gạch 3 thì đo tới 200, gạch 4 thì đo tới 2000 HPA. Bây giờ mình mở thử mình xem thiết bị này là 512 gạch mấy ha. Thì nói chung là nó chỉ khác nhau về cái dãy đo thôi, còn về chức năng thì nó tương tự nhau hết. Rồi, mình lật mặt sau để mình xem ha. Thì ở đây là đo tối đa là 200 HPA, thì có nghĩa là bị này là Testo 512 gạch 3. Rồi, thì đầu tiên mở hộp ra thì ta thấy là có hai quyển hướng dẫn sử dụng với nhiều loại ngôn ngữ. Tiếp theo là một cái giấy test sức xưởng, thì ở đây nó sẽ ghi rõ cái số series của thiết bị, ở dưới là các cái thông số test. Ví dụ như ở đây nó sẽ test ở 3 điểm, một là 60, 100 và 195 HPA. Thì tất cả những thiết bị mới của Testo đều có cái giấy này kèm theo. Rồi, ngoài ra nó còn kèm theo một cái viên pin vuông 9V. Thì bây giờ mình sẽ gắn thử cái viên pin này vô để mình test thử cái chức năng của máy luôn. Rồi, lưu ý mình gắn pin, gắn cho đúng cực. Rồi, tôi sẽ tắt để làm lại từ đầu. Thì tôi nói sơ về cái phần cứng của thiết bị. Ở trên là cái màn hình LCD hiển thị, dưới là bốn phím chức năng. Ở mặt sau là cái ngăn pin, ở trên là cái nơi để mà gắn cái cảm biến vô tuyến. Thì cái này là cái dòng compact line, thì có thiết kế nó tương tự như vậy hết, cho nên là những cái thiết bị khác thì nó sẽ có gắn cái cảm biến vô tuyến, tuy nhiên cái máy này thì sẽ không gắn cảm biến vô tuyến, không có xài được cảm biến vô tuyến ha. Ở trên là nó sẽ có hai cái ngõ ra. Cái ngõ ra này thì mình có thể là kết nối với ống silicon để mình gắn vào một cái ống PTOS. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nguồn thiết bị. Khi mở nguồn thì mình chỉ việc nhấn một cái thôi, mình không cần phải giữ. Rồi, trên màn hình nó sẽ hiển thị hai dòng. Thì dòng thứ nhất là hiển thị là cái độ trên áp đây, HPA là millibar. Còn ở dòng dưới là sẽ hiển thị là cái vận tốc. Thì như chúng ta đã biết là khi mà mình đo, mình biết được cái độ trên áp thì nó sẽ tính ra được cái vận tốc gió. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra sẵn cho mình luôn. Đấy. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ tác động lên, cái ngõ sức động. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái độ trên áp nó sẽ tăng lên, rồi cái vận tốc gió cũng sẽ tăng theo. Đây. Rồi, tôi nói sơ về bốn cái phím chức năng luôn. Phím này là tắt nguồn, mở nguồn hoặc là tắt sáng màn hình. Hold, max, min dùng để chốt giá trị, hoặc là hiển thị giá trị max, min. Thì giá trị max hoặc là min ở đây là nó sẽ tính từ cái thời điểm mình mở nguồn đến thời điểm hiện tại. Mình nhấn thêm một cái nữa thì nó sẽ quay về giá trị tức thời. Rồi, hai cái phím chức năng ở dưới. Phím chức năng này thì bình thường khi mình nhấn là nó thì là chức năng in, có nghĩa là cái máy mình nếu mà mình kết hợp với một cái máy in Testo thì khi mình nhấn cái phím này nó sẽ in ra cái giá trị luôn. Còn nếu trong chế độ cấu hình đó, thì cái chức năng này là cái chức năng cuộn lên, ở dưới này là cuộn xuống. Rồi, cái phím này là dùng để zero cái cảm biến áp suất. Ví dụ như mình đang tác động lên, cái giá trị nó tăng lên, mình nhấn cái phím này nó sẽ về không, như nó zero cái cảm biến áp suất nằm ở bên trong máy. Rồi, tiếp theo mình sẽ vô cái chế độ cấu hình để mình cài đặt các cái thông số. Thì để vô chế độ cấu hình thì mình cũng nhấn và giữ cái phím hold max min này khoảng 3 giây. Đấy, đầu tiên là mình sẽ có thể thay đổi được cái đơn vị đo trên app. Ví dụ như ở đây nó đang là HPA hoặc là millibar, mình có thể mình cuộn lên hoặc cuộn xuống để nó thay đổi qua những cái đơn vị khác như là KPA, PSI hay là in nước chẳng hạn.
Tuy nhiên thì mình nên để cái đơn vị là HPA và dễ xem và thông dụng nhất. Rồi, tiếp theo mình nhấn Home Mark Min để xác nhận. Tiếp theo ở đây đó là cái nhiệt độ đang để là off thì mình lưu ý luôn. Nếu mà mình ở đây mình để là on, mình on cái nhiệt độ lên thì tự động cái vận tốc gió nó sẽ off đi. Mình chỉ được chọn một trong hai cái thông số này hiển thị trên màn hình thôi. Thì nếu mà mình cần đo cái vận tốc gió nữa thì cái nhiệt độ này mình nên để là off. Đó, tiếp theo là on cái vận tốc gió đây. Rồi, cái đơn vị của vận tốc gió thì đang là mét trên giây, mình có thể thay đổi qua những cái đơn vị khác. Tuy nhiên mình để mét trên giây cho nó dễ xem. Rồi, cái tỷ trọng không khí thì đang cài đặt sẵn là 1199. Pitot factor ở đây nó đang nhập mặc định là 1. Nếu chúng ta sử dụng cái máy này với cái ống pitot thẳng thì lúc đó chúng ta phải thay đổi cái pitot factor này về 0.67. Còn nếu chúng ta sử dụng ống pitot hình chữ L thì chúng ta để nguyên là 1. Rồi cái damping chúng ta để là 1 là được rồi. Cái damping này nếu mình để nhiều thì nó sẽ nhân lên. Rồi, mark min on có nghĩa là nếu ở đây mình để on cái mark min này thì mình in, khi mình in ra nó sẽ in ra luôn cái giá trị mark min đấy. Còn nếu mình để off thì thôi, in nó sẽ không ra cái giá trị này. Rồi, in cái độ C thì nếu mình để off thì nó sẽ không in ra, còn nếu mình để on là lúc in nó in ra luôn cái nhiệt độ. Auto up ở đây mình sẽ để là on, để nếu trong 5 phút mình không nhấn bất kỳ phím nào thì cái máy sẽ tự động tắt nguồn để nó tiết kiệm pin cho mình. Rồi, còn ở đây là cài đặt ngày tháng năm giờ. Rồi, sau khi mình cài đặt xong tới reset thì ở đây mình để là no, còn nếu mình để là yes thì nó sẽ reset về chế độ mặc định của hãng luôn. Rồi mình nhấn cái nữa thì nó quay về giá trị đo tức thời. Đấy, thì cái máy này mình nên sử dụng với một cái ống pitot. Còn nếu mình để không gì thì khi mình tác động vô thì nó vẫn lên, nhưng mà đo nó sẽ khó hơn. Đấy. Thì trong quá trình sử dụng, nếu các bạn có vấn đề gì thì có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.